Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm kênh của Ngọc. Thì trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến Cali và tiền trợ cấp thất nghiệp và những cái vấn đề gian lận xung quanh những cái chuyện này. Người ta có yêu cầu mình phải trả lại tiền hay không? Mình nhận cái tiền này từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Bây giờ đùng cái người ta lục lại hồ sơ của mình, người ta yêu cầu mình làm cái này, làm cái nọ. Liệu mình có phải trả tiền lại cho ED những cái số tiền mà mình đã nhận được hay không? Rồi EDD hiện giờ người ta cũng có những cái cách làm, bây giờ người ta phải yêu cầu Bank of America làm sao làm phải trả lời và giải quyết những cái trường hợp mà cái thẻ của quý vị bị đóng băng không có dùng được tiền và tự nhiên cái tiền trong tài khoản nó biến mất đi, thì người ta yêu cầu Bank of America phải giải quyết những cái trường hợp này cho dân. Thì Ngọc cũng xin chia sẻ những cái thông tin này, rất hy vọng quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách là like, share và đăng ký kênh nếu như quý vị chưa đăng ký như quý vị. Hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ bên kênh Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ về cái việc là quý vị có thể dùng cái trang Rakuten này để mà mua sắm online trên mạng. Mà khi mà các bạn vào mua sắm á, thì thay vì vào trực tiếp những cái trang ví dụ Macy's, Old Navy, Walmart vân vân thì quý vị hãy đăng nhập một cái tài khoản trong cái Rakuten. Sau đó quý vị mỗi lần mà lên mạng mua sắm á thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn đăng nhập vào cái tài khoản Rakuten này ha, rồi search cái tiệm cửa hàng ví dụ là bạn muốn mua sắm ở Macy thì các bạn vào ô đây đánh cái chữ Macy vào hoặc là kéo xuống bên dưới nó sẽ có cái mùa lễ mua sắm này quý vị, thì họ cho rất là nhiều cashback. Khi mà quý vị mua sắm ở trang này thì Ngọc tại hiện giờ tài khoản của Ngọc đã tiết kiệm được khoảng 1.500 đô. Thì quý vị tưởng tượng đi, mình ví dụ mình đi chợ, mình đi Old Navy mình mua đồ cho con cái thì mình ví dụ mình chi trả là 100 đô thì mình sẽ lấy lại được là 10 đô từ cái trang này, nhưng mà người ta sẽ để chừng khoảng 3 4 tháng người ta mới trả cho mình một lần chứ không phải là mình được liền tiền nha quý vị. Nhưng mà Ngọc thấy á, chờ 3 4 tháng nhưng mà nó worth it because Ngọc để dành tiền xong đó Ngọc cho mấy đứa nhỏ đi vacation, ví dụ là Finish Line mình mua đi mua giày mua dép Forever 21, bình thường người ta chỉ có 5% nhưng mà hiện giờ được 15% nè quý vị. Nếu như quý vị thích cái chương trình này và chưa có tài khoản thì quý vị có thể vào cái đường link bên dưới á, để mở tài khoản. Còn nếu như quý vị đã xài qua cái Rakuten này rồi, hãy cho Ngọc biết là quý vị tiết kiệm được nhiều tiền hay không nha. Thì hiện giờ cái tình hình ở Mỹ quý vị, cái số lượng xin hồ sơ mới, xin tiền trợ cấp thất nghiệp lần đầu lên tới là 778.000 hồ sơ mới ghi nhận được trong tuần vừa rồi trước ngày lễ Thanksgiving. Và ở Cali á, thì hiện giờ cái tình trạng mà gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp ở Cali á, người ta ráo riết và người ta điều tra những cái trường hợp này. Hiện giờ có một số thông tin là cái số tiền mà người ta thất thoát vào cái chuyện gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp liên quan đến những cái người tù nhân á là đã lên tới là 1 tỷ đô la Mỹ, riêng gian lận liên quan đến tù nhân là đã 1 tỷ và đó là riêng cái tiểu bang California thôi đó quý vị. Thì người ta nói là những cái người tù nhân này nó chiếm cái số lượng hồ sơ là 35.000 hồ sơ, trong đó có 20.000 hồ sơ đã được thanh toán, đã được chuyển tiền cho họ, cho nên là cái số lượng thất thoát lên tới là 1 tỷ đô la Mỹ. Thì trước cái hành động gian lận tinh xảo này, nó làm cho EDD người ta phải nhìn lại cái cách người ta xét duyệt hồ sơ, và khi mà người ta rà xét lại hồ sơ thì những cái hồ sơ của người dân thường á thì cũng bị kiểm tra luôn. Nếu như mà người ta thấy nghi ngờ, người ta sẽ yêu cầu mình chứng từ rồi người ta gọi người ta hỏi. Nếu như mà người ta phát hiện ra trường hợp của mình là khai không đúng sự thật thì người ta có thể là người ta gửi cái thư overpayment, người ta yêu cầu mình trả lại tiền. Hoặc là nếu như mà trường hợp nó trầm trọng quá thì người ta sẽ quy tội mình là gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì nó có thể là phạt tiền hoặc là phạt tù, tùy theo trường hợp, và Ngọc hy vọng là không có nhiều người bị rơi vào những cái hoàn cảnh này bởi vì nó rắc rối lắm quý vị. Nhưng mà hiện giờ khi mà rà soát như vậy á thì có rất là nhiều anh chị em có liên lạc với Ngọc là nói là hiện giờ tự nhiên cái EDD người ta yêu cầu mình phải tải lên một cái income verification là mình chứng minh cái income của mình năm 2019 mình làm được bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, và phải làm điều này trong vòng 21 ngày kể từ ngày cái thông báo đó được gửi ra. Thì các bạn vào cái UI online của mình
sẽ thấy một cái dòng tin nhắn. Còn nếu không thấy thì không cần làm, thấy thì mới làm nha quý vị. Thì Ngọc có chia sẻ cái thông tin này bên kênh Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Quý vị có thể vào cái video này để coi, để có thể biết cái chi tiết rõ hơn. Ở đây Ngọc chỉ tóm tắt thôi. Đây là những cái giấy tờ người ta yêu cầu mình làm, tải lên để chứng minh cái thu nhập năm 2019 nha quý vị. Thì người ta nói là cái 1099 miss của mình á là không có được nha quý vị. Các bạn phải tải lên cái Schedule C thì mới được. Còn W2 thì mình tải lên W2. Còn quý vị mà là tự làm chủ thì mình phải có những cái bank statement hay là bank receipt để quý vị gửi cho người ta. Quý vị phải gửi và phải làm điều này. Còn nếu như mà mình không có đi làm á thì mình phải trả lời cho cái câu hỏi, trong đó nó có sẽ hỏi mình là do you have any document to upload, thì các bạn trả lời là no nếu như mà bạn không có cái tài liệu gì để mà upload, hoặc là bạn không có đi làm năm 2019 thì bạn trả lời không cho cái câu hỏi này nha. Còn nếu có thì bạn phải upload. Còn nếu như mà bạn muốn gửi qua đường bưu điện thì hãy làm những cái chuyện đó, thì Ngọc chia sẻ rất là rõ trên cái kênh Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ này. Và hiện giờ đối với cái trường hợp mà những cái thẻ bị đóng băng rồi bị rút hết tiền ra khỏi thẻ, mình không có xài tiền được, trong khi mà cái mùa lễ này sắp tới rồi, cái mùa mua sắm và cái mùa này là mình hay mua đồ cho con cái của mình, con cháu của mình ha. Cho nên là hiện giờ dân Mỹ rất cần cái tiền từ cái sổ thất nghiệp. Nhưng mà khi mà cái tiền vào thẻ này á, thì cái thẻ bị đóng băng không có sử dụng được, hoặc là có một số trường hợp là người ta bị rút ra hết 16.000 trong cái thẻ này luôn quý vị. Thì hiện giờ các nhà lập pháp của tiểu bang Cali, người ta đã yêu cầu CEO, tức là cái người giám đốc điều hành của Bank of America, người ta phải làm sao đó trả lời cái câu hỏi của người dân, trả lời cái thắc mắc của người dân và phải giải quyết những cái trường hợp này. Bởi vì sao? Ngọc có xem một cái đoạn video clip, cái anh này anh nói á, khi mà cái tài khoản, cái thẻ nó bị đóng băng, ảnh không có dùng được tiền, thì cái anh này ảnh mới gọi cho Bank of America. Thì ngân hàng Bank of America người ta mới nói là cái lỗi này không phải do của họ, họ không có làm điều này, họ không có rút tiền của ảnh ra. Thì người ta yêu cầu ảnh gọi cho EDD. Khi mà anh gọi cho EDD, EDD thì EDD nói là người ta không có làm điều đó, người ta nói ảnh là gọi cho Bank of America, cứ bên này đổ lỗi cho bên kia, cuối cùng là gì quý vị? Người dân vẫn không có tiền xài, cái tài khoản của ảnh tự nhiên mất 16.000 đô la Mỹ. Đó, rồi cứ mỗi lần gọi như vậy đâu phải là dễ đâu quý vị, gọi tè tè tí tè, gọi EDD rất là khó, nhiều khi gọi cái Bank of America mà cái số là 1800 á, trời ơi, gọi hoài mới cứ chờ điện thoại suốt quý vị, cho nên là rất là rắc rối. Nếu như quý vị rơi vào một trong những 350.000 người này thì nói chung là mình cũng không may mắn, mình mới rơi vào những cái trường hợp này, bởi vì mình cần tiền để mình tiêu dùng. Nhưng mà quý vị biết không, người ta làm cái điều này bởi vì sao? Cái trường hợp gian lận hồ sơ xin tiền trợ cấp thất nghiệp quá là nhiều, người ta thất thoát rất là nhiều, cho nên là người ta siết chặt, và vô tình là mình bị rơi vào những cái trường hợp là người ta nghi ngờ cái hồ sơ của mình là có những cái trường hợp là nó liên quan đến gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp, cho nên mình phải cho người ta cái thời gian để người ta tháo gỡ những cái thắc mắc này. Và hiện giờ không biết là cái CEO của Bank of America, cái giám đốc điều hành, họ xử lý như thế nào và họ có làm nhanh để mà bà con có cái tiền để tiêu xài trong cái dịp lễ này không? Đó là, đây là cái lá thư nè quý vị. Lá thư này được các nhà lập pháp của Cali đã gửi vào ngày 24 tháng 11 năm 2000 cho cái ông Brian Moynihan, CEO của cái Bank of America. Cho nên là quý vị đợi và hy vọng là người ta sẽ giải quyết nhanh cho mình ha. Và Ngọc xin phép dừng cái video này lại ở đây. Nếu như quý vị quan tâm đến thị trường chứng khoán và muốn mở tài khoản ở Webull để mua bán chứng khoán, thì sau khi các bạn mở tài khoản và deposit vào 100 đô thì quý vị sẽ nhận được từ 2, 3 đến 4 cổ phiếu miễn phí từ tùy cái thời gian ha. Có thể là tháng này nó cho 2 cổ phiếu, tháng sau nó cho 3 cổ phiếu và tháng tới nó cho 4 cổ phiếu.
phiếu hiện giờ là như là người ta cho 4 cổ phiếu hay sao á. Quý vị vào đó quý vị có thể tham khảo thêm. Ngọc có làm một cái video chia sẻ cái cách là mở tài khoản như thế nào trong cái kênh Ngọc Family ở Mỹ học tiếng Mỹ này. Và xin chúc quý vị có một cái cuối tuần vui vẻ, sức khỏe đầy đủ và mong mọi sự được bình an quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh, like và share để ủng hộ kênh của Ngọc. Và Ngọc xin chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Bye bye now.